Chào mừng các bạn đến với kênh Giải trí TV. Sự ra đời của công nghệ chính là một bước phát triển vượt bậc của con người. Nhờ công nghệ mà cuộc sống con người ngày càng được cải thiện hơn, nhưng cũng chính công nghệ đã chi phối toàn thời gian trong cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh những thành tựu mà không thể phủ nhận giúp ích cho con người, thì công nghệ cũng còn nhiều hạn chế, đặc biệt là việc tạo ra thói quen xấu cho nhiều người, cũng như các thói quen khác trong cuộc sống. Thói quen sử dụng công nghệ của mỗi người cũng có những điều tốt và chưa tốt. Để gây dựng một thói quen tốt cũng khó khăn như ngang với việc từ bỏ một thói quen xấu. Tuy nhiên, trong cuộc sống này, không gì là không thể nếu bạn thực sự muốn và đủ động lực, sự kiên trì, bạn hoàn toàn có thể thiết lập và cân bằng cuộc sống một cách khoa học. 1. Luôn giữ thói quen sao lưu dữ liệu. Thường xuyên sao lưu dữ liệu là một thói quen cực kỳ tốt được rất nhiều người thành công chia sẻ, cũng như các hãng công nghệ nổi tiếng áp dụng. Thế nhưng, trên thực tế nhiều người chúng ta lại khá thờ ơ trong việc này. Họ đợi đến lúc mất bò mới lo làm chuồng, khi đó chiếc điện thoại của bạn rơi xuống nước hoặc chẳng bao giờ thấy lại thì có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Vậy nên đã tới lúc bạn nên tập thói quen lưu trữ các bản sao thông tin thường xuyên trên những thiết bị khác nhau để phòng sự cố. 2. Học những kỹ năng công nghệ mới. Đây có lẽ là một mục tiêu kinh điển của nhiều người khi bước sang năm mới 2019. Ngày nay, con người chúng ta được sống trong thời đại công nghệ phát triển như vũ bão. Vậy nên bạn sẽ dễ dàng trong việc tìm kiếm, học hỏi và sử dụng những ứng dụng miễn phí những kiến thức công nghệ mới như lập trình, thiết kế, học tiếng Anh trên điện thoại. Internet là một cuốn bách khoa toàn thư của nhân loại, chúng chứa tất cả mọi thông tin và tất nhiên hoàn toàn miễn phí với tất cả mọi người. Vậy nên, chỉ cần có kết nối Internet, ở bất cứ nơi đâu bạn cũng có thể tha hồ thu nạp kiến thức cho mình về mọi mặt trong cuộc sống. 3. Tận dụng nhiều hơn những công nghệ, dịch vụ xử lý hình ảnh. Những chiếc smartphone là một vật bất ly thân của mỗi chúng ta. Đây cũng là thiết bị giúp bạn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống. Chính vì thế bộ sưu tập ảnh trong thiết bị của bạn sẽ lưu hàng ngàn bức ảnh. Có khi bạn không nhớ nổi mình đã chụp nó từ bao giờ. Đây chắc chắn là một sự lãng phí không đáng có. Vậy trong năm mới 2019 này, hãy tạo cho mình thói quen xử lý ảnh, sang lọc và làm gọn kho ảnh của mình. Để làm việc này, bạn có thể sử dụng những công cụ lưu trữ ảnh có sẵn trên Google Photos hay Apple Photos. Những công cụ này sẽ tự động tạo ra bộ sưu tập ảnh hay video clip kỷ niệm mà bạn chẳng cần mất công ngồi lục lọc hay sắp xếp lại. 4. Hạn chế lên mạng và lướt Facebook quá nhiều, có vẻ việc này sẽ hơi mâu thuẫn với thói quen tích cực hơn trên mạng xã hội. Trên thực tế, hai điều này dường như còn tương hỗ cho nhau. Dù bạn sử dụng mạng xã hội nào đi chăng nữa, việc lạm dụng cũng không phải là điều tốt. Một căn bệnh phổ biến của khá nhiều người hiện nay đó là quá mê công nghệ và dành hầu hết thời gian cho chúng. Vậy nên trong năm mới này, bạn hãy cố duy trì sự cân bằng tốt hơn giữa việc sử dụng Facebook hàng ngày và việc dành thời gian cho bản thân và các hoạt động khác. Có những thời điểm bạn phải tự biết ngừng sử dụng Facebook chẳng hạn như trong bữa ăn nên bỏ smartphone một chỗ để có thể thưởng thức đồ ăn một cách trọn vẹn, hay khi giao lưu gặp gỡ với bạn bè, người quen hãy dành thời gian để trò chuyện, kết nối tình cảm thay vì cắm cúi dùng điện thoại và ngay cả trước khi ngủ, bởi sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và thị giác. 5. Nên có thái độ tích cực hơn trên mạng xã hội, chính Facebook cũng thừa nhận, mạng xã hội này có thể khiến người dùng lâm vào trạng thái tiêu cực, chán nản hoặc thậm chí trầm cảm sự tương tác từ một phía theo cách thụ động khiến người dùng dễ nảy sinh tâm lý tự ti, so sánh với người khác trên mạng xã hội. Dù vậy, mạng xã hội không phải không có những ưu điểm, nếu là một người dùng tích cực, bao hàm cả việc thường xuyên trò chuyện với bạn bè. Tương tác bài đăng thì điều bạn nhận được từ mạng xã hội sẽ là niềm vui, sự gắn kết và tự tin. 6. Chú trọng hơn trong việc bảo mật thông tin Năm 2017 là một năm khiến làng công nghệ phải lao đao chống chọi với mã độc WannaCry cũng như các vụ tấn công mạng, máy tính. Smartphone mới tinh vi hơn. Dĩ nhiên, mọi công dân internet đều có thể nằm trong tầm ngắm của tin tặc nếu không tự trang bị cho mình kiến thức và cách phòng chống. Hơn hết, quy tắc bảo vệ máy tính trước bất cứ nguy cơ tấn công nào, đó chính là hết sức cẩn trọng trước mọi đường link liên kết, tài liệu, file dữ liệu tải về từ mạng internet. Ngoài ra, mỗi người cũng nên tự cài đặt ít nhất một phần mềm bảo mật tiên tiến có khả năng chống virus, mã độc tấn công để bảo vệ máy tính. 7. Viết những đánh giá hữu ích cho tất cả mọi người. Lâu nay sau khi mua hàng trên Lazada, Amazon hay sử dụng những ứng dụng mới bạn không bao giờ để lại đánh giá hay những bình luận gì và những sản phẩm đó. Vậy trong năm mới 2019 này, hãy thay đổi thói quen này. Hãy dành thời gian để viết những bài đánh giá và nhận định hữu ích về các sản phẩm, dịch vụ bạn đã trải nghiệm để giúp những người khác có thêm thông tin cần thiết. Những bình luận, đánh giá này sẽ rất có ích cho những người chưa biết hoặc mới lần đầu sử dụng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến hành vi, nhận thức của mọi người. Nếu đó là một nhận xét tích cực, Người mua hàng khác đọc được sẽ cảm thấy an tâm hơn khi đặt mua, ngược lại, nếu đó là một lời bình luận phản hồi tiêu cực, người mua sẽ cẩn trọng hơn để không gặp phải tình huống tương tự. 8. Tái sử dụng lại các đồ công nghệ cũ, rác thải điện tử luôn là một mối lo lớn đối với môi trường, sự độc hại của loại rác thải này cao hơn gấp nhiều lần rác thải hữu cơ hay vô cơ truyền thống, do đó, thay vì bỏ xó các thiết bị cũ như điện thoại, máy tính bảng hay laptop bạn có thể sử dụng chúng vào các mục đích khác phù hợp như làm camera giám sát an ninh hay sử dụng làm thiết bị nghe đài online. Nếu muốn vứt bỏ nó, bạn có thể tìm hiểu về chính sách tái chế, tiêu hủy. Bởi nếu không cẩn thận, việc tiêu hủy cũng là nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường. Lưu ý, trước vứt bỏ, bạn nên xóa sạch dữ liệu trong máy. 9. Thử trải nghiệm những công nghệ mới 2019 được coi là một năm nở rộ với nhiều công nghệ mới. Vậy nên... Nếu có thể tại sao bạn nên thử trải nghiệm những công nghệ mới để giúp bạn được mở rộng tư duy? Nếu lâu nay bạn đang sử dụng Android thì năm mới thay chuyển sang iOS để trải nghiệm và sử dụng xem sao, chắc chắn sẽ thú vị đấy. Hoặc nếu bạn đã chán với những chiếc máy tính chạy hệ điều hành Windows hay macOS, vậy hãy quay ngược lại thời gian để trải nghiệm Linux xem thế nào. Ngoài ra, với công nghệ phát triển như hiện nay, bạn có cơ hội để trải nghiệm công nghệ VR, AR thông qua các thiết bị và ứng dụng trên thị trường. 10. Dọn dẹp rác công nghệ cho thiết bị của mình một năm mới đã tới và chắc chắn bạn sẽ không muốn không gian làm việc vẫn tiếp tục lộn xộn và bừa bãi như năm ngoái chứ đúng vậy hãy thử dành một chút ít thời gian để dọn dẹp máy tính và không gian làm việc nếu có quá nhiều dây kết nối tại sao không thử gói gọn chúng vào một đường dây chung việc ôm đồm quá nhiều tin nhắn số điện thoại email có thể khiến cuộc sống của bạn tràn ngập sự căng thẳng và lộn xộn tốt nhất bạn hãy học cách xóa bỏ những ứng dụng di động email rác hoặc hình ảnh Video không cần thiết để làm sạch bộ nhớ và giúp máy chạy trơn tru hơn. Liệu bạn có thể thay đổi được bao nhiêu thói quen công nghệ trong số này và theo bạn cần thay đổi thêm thói quen nào nữa? Hãy chia sẻ với chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.